trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Là tia nắng ngang, là em đến bên anh cho hơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Chẳng xa cách, trái tim anh không thuộc về em. Như là anh ra, em yêu lúc ngày xưa, giờ ở đâu anh còn là em. Em đã khác rồi, em muốn quên lưng quên hết đi. Tình yêu trong anh sẽ tan ra rồi, anh không muốn, anh không muốn. Nắm lấy đôi tay anh muốn giữ em, mong manh niềm hy vọng. Lắm lúc thân tôi rung lên ngàn vô vọng, cứ xoay vòng cứ mong từng ngày chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi. Kiếp xưa có những lời anh không thể nói ra mà người ơi em có hiểu cho anh. Thật sự anh cảm thấy rất đau, phải lặng im chìm trong vô vọng. Vì thế nên trái tim anh cảm thấy thật sai lầm. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Lực thi thay đổi, 2 tiếng nữa lên sân khấu. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối cùng này mùa xuân qua dễ dàng. Canh giá theo mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh Tiki, Tiki chấm vi. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.